xin chào, Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình thứ năm vui nhộn. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình thứ năm vui nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng với khung giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay, Quốc Bảo đã quay trở lại và hy vọng sẽ mang đến sự xuất hiện của 4 khách mời, 4 nghệ sĩ mà quý vị yêu quý với lĩnh vực của họ. Và ngay bây giờ, sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của 4 khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Xin được chào những vị khách đã cùng đến với không gian của thứ năm vui nhộn. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn sự kết hợp giữa cặp đôi Phạm Hy và Nguyễn Thảo. Và xin mời các bạn hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài nào. Xin chào mọi người, khách quý vị, mày lẹo mày thọt mày ồn ồn lẹo na. Cái gì mà vô chưa gì mà thọt thọt người ta vậy? Không phải, tại Hy là Thái Lan boy mà, cho nên là ra là phải nhào ra là phải nói Thái Lan boy. Ủa chứ bảo nhìn không thấy giống Thái Lan boy à? Ảnh đang xây dựng hình ảnh Thái Lan boy á. Còn nghe có phải là gái Nhật không nè? Dạ không. Người ta đi xa. Vậy thì đây là Thái Lan boy, đó chính là Phạm Hy của chúng ta. Còn Nguyễn Thảo thì sao? Dạ, Nguyễn Thảo xin kính chào khán giả đang theo dõi chương trình thứ năm vui nhộn. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Gì thôi, Nguyễn Thảo mới đây tự nhiên bị nghiêm, tự nhiên mặc đồ suốt lên xong nghiêm túc quá nhìn không ra luôn á. Văn phòng quá anh. Khi mà mình biết là mình kết hợp với đồng đội là Phạm Hy thì mình có cái lo lắng gì không? Dạ, hay là mình tự tin không ạ? Em tại yên sao tâm. Yên tâm. Về cái khả năng mà vận động của anh Hy á. Vận động. Dạ em rất yên tâm về anh Hy. Chỉ là ảnh hơi xui thôi, hơi xui thôi. Biết sao không? Biết sao Thảo nói Hy xui không? Tại vì hồi nãy trước khi mà vô đây mà lập đội á là Hy đã nói với Thảo rồi, là Hy á là tham gia rất là nhiều game show. Nhưng mà game show nào là cũng thua hết trơn á. Hiểu ha. Nhưng mà hồi nãy em nói làm sao? Nãy em nói là em chơi game show cũng sao? Xui. Cũng xui thì bây giờ là xui gặp xui nó sẽ thành. Đúng không? Hên. Chấn chỉnh và hy vọng rằng em kết hợp với Phạm Hy sẽ mang đến thật là nhiều điểm cho đội của mình nha. Dạ. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với đối thủ của các bạn. Nãy giờ đứng chờ cũng rất là lâu rồi. Một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp đôi thứ hai. Xin mời các bạn giới thiệu ạ. Xin chào mọi người. Xin chào anh Bảo. Hai. Hi. Em là Trương Diễm, là ca sĩ tự do ạ. Dạ, một cô nàng ca sĩ rất là cá tính mà hơi hiền ha. Không sao hết, ở đây không ai ăn hiếp em đâu. Và ngay bây giờ chúng ta còn một anh chàng rất là soái ca nữa, xin mời. Trường Thịnh xin chào quý vị khán giả của chương trình thứ năm vui nhộn. Xin chào Quốc Bảo. Chào hai người bạn cùng chơi. Giọng rất là đẹp. Giọng đẹp quá. Tiếng nói sân khấu tốt. Giọng đẹp mà còn đàn ông nữa. Em nghe ở bên đây y như là chợ bên kia khách sạn 5 sao vậy. Rồi, đi ba kia đi, ba người một đội đi, một mình tôi một đội cũng được. Qua đây tính ra hợp nhau. Hai cô hai bên này. Đây. Rồi. Vâng, kính thưa quý vị, chủ tịch và hai cô thư ký xinh đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi rằng những nhân vật đặc biệt này chơi 3 vòng thi của thứ năm vui nhộn sẽ ra sao đây. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên với tên gọi thử thách.